Chính xác. Đấy, vì thế nó gọi là spider. Cái sản phẩm này á, tôi hứa với bạn luôn, bạn đừng có lo cái chuyện mà bạn xịt vô để trả cái sơn nó sẽ dai vô mâm bạn. Quên đi chuyện đó đi, nó sẽ không bao giờ văng lên mâm đâu. Đấy, vì thế mà